Hoài Phương xin chào mọi người. Hôm nay mình có một số máy câu Nhật bãi muốn giới thiệu đến mọi người. Giá mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k. Bên mình có ship code toàn quốc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một con của thương hiệu Ryobi nha. Tên của nó sẽ là Ryobi Carbonat 2100. Hàng của nó sẽ là hàng của Đài Loan xuất qua thị trường Nhật, Đài Loan, Taiwan. Ngoại hình tổng quan thì máy khá là nhỏ gọn như vậy nha mọi người. Toàn thân nó sẽ là carbon luôn. Cối này là cối carbon, thân carbon, tay quay cũng là tay quay carbon luôn nha. Ngoại hình tổng quan này sẽ như vậy. Ngoại hình thì mình thấy còn khá là sáng và đẹp luôn. Cũng có trầy xước một vài chấm theo năm tháng. Tay quay đổi trái hay phải đều được. Cái này mình zoom lại gần một xíu nha. Về ratio của con máy, nó sẽ có ratio là 14.3. Ratio máy thì sẽ như vậy nha mọi người, 14.3. Còn về thông số cước của máy thì mình sẽ có thông số cước như vậy. Là ở đây là cước số 2 thì mọi người sẽ vào được là 160m. Cước số 2 mình vào được là 160m nha. Thì con này size của nó sẽ là size 2000, ở đây sẽ là chặn cước. Phần nắp thì sẽ như vậy, phần nắp mình thấy có chữ Ryobi. Lăng sáng, gạt cước hoạt động tốt, máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt, tay quay mình đổ trái hay phải đều được, máy chạy mượt mà, chốt chặn hoạt động tốt, đảo chiều nha mọi người, đảo chiều êm ru, máy quay tới thì mượt mà. Đây thì nó sẽ là một con Ryobi Carbonat 2100 là tên nha. Đây nó sẽ có chữ 100 như vậy. Là tên máy, size máy thì sẽ là size 2000, hàng của Đài Loan xuất qua thị trường Nhật. Con này sẽ có giá là 250k, số 1 250. Rồi tiếp theo mình qua đến số 2. Số 2 mà mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ qua đến một con Esori nha mọi người, Esori như vậy. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc nha, Korea. Con này thì cầm khá là nặng và chắc tay luôn. Máy thì ở ngoài cũng khá nhỏ gọn thôi. Cối của nó sẽ là cối kim loại, mình thấy cũng dày như vậy. Tay quay là tay quay carbon, thân là thân carbon. Ngoại hình tổng quan, máy sáng đẹp, cũng có trầy xước một vài chấm gì đó nha mọi người. Phía sau nè, tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Ở đây thì mình coi thử có thông số gì không nha. Đây là sẽ là chặn cước. Còn về thông số cước của máy đâu rồi? Thông số nó sẽ có thông số như vậy, hai thông số đấy mọi người. Một đó là cước số 4 mọi người vào được là 180m. Con này size 4000 nha. Và thông số mili thì nó sẽ là 0.35mm, mọi người vào được 130m. Con này size máy là 4000. Phần cối mình thấy sáng đẹp như vậy. Đây cối kim loại sáng đẹp. Đây là phần nắp. Lăng sáng bóng nha mọi người. Lăng sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy. Esori nha mọi người. Tên máy là như vậy. Tay quay mình đổi tay trái hay phải đều được. Tay quay dạng gập. Mọi người bấm nút ở đây. Mình gập lại, sử dụng mình mở ra. Máy chạy. Máy chạy thì mượt mà như vậy. Chốt chặn hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt. Máy quay tới mượt mà. Và cái này thì nó sẽ là một con Esori nha mọi người. Ở dưới này thì nó có chữ là 40 như vậy. Size máy thì size 4000. Cối kim loại, thân tay quay carbon, hàng của Hàn Quốc. Con này thì nó sẽ có giá là 300k. Số 2, 300k. Tiếp theo mình đến với con số 3. Số 3 mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ qua đến dòng của thương hiệu Ryobi. Con này nó sẽ là một con Ryobi Sinus XS 3500ZM. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha, Japan như vậy. Và ngoại hình tổng quan thì nói chung con này tầm 90 luôn á mọi người. 90-95 nha, ở ngoài rất sáng và đẹp. Về thông số cước, con này nó sẽ có là cước số 6, mọi người vào được là 150m. Con này size của nó là size 6000. Cối là cối carbon. Cối này carbon, thân carbon, tay quay carbon luôn nha mọi người. Ngoại hình tổng quan như vậy. Nói chung là con này thì mình thấy toàn thân carbon á, nhưng mà cầm thì khá là nặng và chắc tay luôn. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được nha. Ratio con này thì nó sẽ là 14.4. Ở đây sẽ là chặn cước nè. Phần nắp thì có chữ Ryobi. Lăng sáng bóng. Gạt cước
hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đó sẽ là tiếng lưỡi gà của máy. Tiếng lưỡi gà này mọi người. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được nha. Tay quay dạng gập mọi người. Tay quay ở đây mình gập, bấm lại. Bấm là gập lại, sử dụng thì mình mở ra nha. Đổi tay trái, tay phải đều được. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chút chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Êm ru luôn mọi người. Máy quay tới mượt mà. Và đây thì nó sẽ là một con Ryobi Sinus XS3500ZM, là tên máy. Size máy thì sẽ là size 6000 nha. Size 6000, hàng Japan, đẹp tầm 90-95. Con này nó sẽ có giá là 800k nha. Con số 3, 800k, Japan. Tiếp theo mình đến với con số 4. Số 4 mà mình muốn giới thiệu với mọi người thì qua đến dòng gạch bonsai lớn nha. Rất là đã luôn. Con này thì nó sẽ là của thương hiệu Daiwa nha mọi người. Daiwa thì nó sẽ ở đây nè. Daiwa dòng máy là Long Cat. Thì con này nó sẽ là một con Long Sport nè. GS2000 là tên máy. Size máy thì nó sẽ khác nha. Chạy là chạy hai vạc đạn, hai bevelring. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc. Ở đây nó sẽ có in nè mọi người, Korea nha. Hàng của Hàn Quốc xuất qua thị trường Nhật. Màu đen nên quay trên clip nó sẽ không đẹp bằng ở ngoài nha mọi người. Cối là cối carbon, thân carbon. Tay quay là tay quay kim loại. Núm tay quay sẽ núm gỗ như vậy. Ngoại hình rất sáng và đẹp luôn. Ở ngoài thì nhìn khá là đẹp á mọi người. Cầm rất là chắc tay nha. Ngoại hình tổng quan. Ở đây sẽ là chặn cước nè. Ngoại hình sáng đẹp. Nói chung nó sẽ dao động tầm 85-90 nha mọi người. Phía sau, tay quay đổi tay trái hay tay phải đều được. Còn về thông số cước để mình coi. Đây sẽ là thông số mili nè mọi người. Thông số mili thì nó sẽ có là cước 0.45mm, mọi người vào được là 155m, là 1 nha. Và nó sẽ có thêm một cái thông số ở đây nữa. Thì mọi người sẽ để ý là ở đây nó sẽ có cho mình là cước số 7 170m, cước số 8 140m. Con này size dao động từ 7-8 ngàn. Ở đây sẽ là chặn cước nè. Phần nắp thì chữ Daiwa. Lăng đa sứ sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Bốn tông tắt luôn nha mọi người. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt, đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy. Tiếng lưỡi gà thì mình thấy khá là thanh. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được nha. Tay quay dạng gập, bấm nút đây, gập lại, sử dụng mở ra. Đổi tay trái hay phải đều được. Máy chạy nha mọi người. Máy chạy mượt mà như vậy. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều nè. Đảo chiều mượt luôn. Đảo chiều mượt nha mọi người. Đảo chiều thì mình thấy êm đó. Máy quay tới. Máy quay tới mượt mà. Sau con này thì nó sẽ là một con Daiwa Long Cat Spoon nha mọi người. Ở đây nó sẽ có chữ là Long Cat Spoon luôn. Long Cat Sport nha mọi người. Thì con này á, nó sẽ là một con GS2000 là tên. Dòng máy carbon, cối thân carbon, tay quay kim loại. Chạy hai vạc đạn, size lớn nha, 7-8 ngàn. Hàng của Hàn Quốc, Korea. Giá là 700k nha mọi người. Số 4, 700k. Tiếp theo mình đến với con số 5. Và thật là nói chung là hôm nay có 3 con về rất là đẹp luôn đó mọi người. 3 con này nè. Thì con này nó sẽ là một con Long Sport luôn nha mọi người. Long Sport GS2000. Chạy thì cũng chạy hai vạc đạn luôn. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc nha, Korea nè mọi người. Ngoại hình tổng quan. Thì con này á, cối của nó thì sẽ là cối carbon, thân carbon. Và tay quay này là tay quay kim loại. Núm tay quay sẽ là núm gỗ như vậy. Ngoại hình nói chung là sẽ dao động tầm 85-90 nha. Rất sáng và đẹp luôn. Ở đây sẽ là chặn cước. Thì mình đi một vòng nha mọi người. Đây, cối thì nó sẽ ghi là Long Cat Spoon nè mọi người. Xong. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được nha. Tại màu đen nên mình quay lên clip nó không đẹp bằng ở ngoài mọi người. Thì để mình coi thử có cái gì thú vị không. Thì nó cũng giống như lúc nãy thôi. Thì là cước số 7 nè, mình sẽ vào được là 170m, cước số 8 140m. Con này size dao động 7-8 ngàn nha. Phần nắp thì có chữ Daiwa như vậy. Lăng sẽ là lăng đa sứ sáng bóng, dành cho ai yêu thích dòng carbon size lớn. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt, đó sẽ là tiếng lưỡi gà của máy. Ở đây là có chặn cước luôn nha. Tay quay thì mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Dạng gập, bấm nút ở đây, gập lại, sử dụng mở ra. Máy chạy nè. Máy chạy mượt mà. Chút chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều nha. Đảo chiều mượt nha mọi người. Đảo chiều thì rất là mượt luôn. Máy quay tới. Máy quay tới mượt mà. Và con này á, thì nó sẽ là một con Daiwa Long Sport GS2000 là tên máy. Size dao động 7-8 ngàn. Hàng của
Korea nha mọi người, Hàn Quốc. Thì con này nó sẽ có giá là 700k, số 5 700k. Tiếp theo mình đến với con số 6. Nên là mình nói là hôm nay mình về được 3 con nè. Rất là đã luôn. Con này thì nó sẽ là dòng đai qua luôn nha mọi người, Long Sport nè, GS2000. Con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Korea nha, Korea nè. Ngoại hình tổng quan thì nói chung cũng tầm 85-90 nha mọi người. Con này á, cối của nó là cối carbon, thân này là thân carbon. Tay quay là tay quay kim loại nha mọi người. Núm tay quay thì sẽ là núm gỗ như vậy. Ngoại hình tổng quan thì nói chung là tầm 85-90 gì đó. Phía sau này, con này chạy sẽ là chạy hai vạc đạn như hai Beberin. Ở đây sẽ là chặn cước, lăn đá sứ sáng bóng. Còn về thông số cước thì cước số 7 thì mọi người sẽ vào được là 170m, cước số 8 140m. Size máy thì nó sẽ dao động từ 7 đến 8 ngàn nha. Phần nắp thì có chữ đai qua như vậy. Lăn đá sứ sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt, đây sẽ là tín hiệu dao của máy nha. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được luôn mọi người. Dạng gặp mình bấm nút ở đây, gặp lại sử dụng mình mở ra. Đổi tay trái tay phải đều được nha. Máy chạy mượt mà, chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nha, đảo chiều mượt, máy quay tới mượt mà. Thì con này á, ở cối thì nó cũng sẽ là Long Cát Sibun đó mọi người, là cối của dòng Long Cát nè. Con này nó sẽ là một con Long Sport GS2000, thương hiệu là Daiwa, chạy hai vạc đạn, size 7-8 ngàn, hàng Hàn Quốc, dòng carbon, giá là 700k mọi người, số 6 700k Korea. Tiếp theo mình đến với con số 7. Số 7 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ qua đến là dòng của thương hiệu là Olympic. Olympic thì nó in ở sau đây nha mọi người. Đây Olympic nè. Thì con này tên của nó sẽ là Atlas nha. Tên máy nè, Atlas GX3000 là tên của máy. Hàng của nó thì mọi người sẽ để ở dưới này giùm mình nha. Thì ở dưới này nó sẽ có một cái tem giấy. Tem giấy ở dưới này thì nó sẽ là chữ Bangladesh nha mọi người. Đó, Bangladesh như vậy. Thì con này ngoại hình tổng quan nha. Ngoại hình tổng quan nhìn chung sáng, có trầy xước theo năm tháng. Con này cối của nó là cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại. Người sẽ thấy ở đây có chữ Olympic luôn. Ngoại hình thì nhìn chung cũng sáng đẹp và cũng có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng nha. Phía sau có chữ Olympic. Tay quay thì trái phải đều được. Rồi còn về thông số cước thì mình sẽ có thông số như vậy. Cước số 6 mình vào 200m, size dao động 6 đến 7 ngàn nha. Ở đây là chặn cước. Còn radio của nó thì nó sẽ có radio là 14.36. 14.36 nha mọi người. Phần nắp nè, Atlas. Lăn thì sẽ sáng bóng như vậy. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt, đây sẽ là tín hiệu dao của máy nhé. Tên của nó thì sẽ là tên 3000 thôi nha mọi người, nhưng mà size của nó thì sẽ là size dao động 6 đến 7 ngàn. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được nha. Dạng gặp mọi người bấm nút ở đây, gặp lại sử dụng mở ra. Máy quay mượt mà, chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều, đảo chiều êm ru mọi người. Máy quay tới mượt mà. Đây nó sẽ là một con Olympic Atlas GX3000 là tên máy, size dao động 6 đến 7 ngàn. Cối thân thì là carbon, tay quay kim loại nha, hàng của Bangladesh xuất qua thị trường Nhật. Con này giá là 550k, số 7 550k. Tiếp theo thì mình qua đến con số 8. Số 8 thì mình qua đến một con size vừa vừa cốt trợ lực nha mọi người. Thì con này tên của nó thì sẽ là dòng của thương hiệu Daiwa. Tên của nó sẽ là Daiwa Mat 420 nha. Con này á, thì nó sẽ chạy là chạy hai vạc đạn này, hai Beverin. Hàng của nó thì ở đây để mình giới thiệu mọi người. Thì mọi người sẽ thấy là nó ở đây nha mọi người. Nó sẽ có chữ là manufacturer này mọi người, in Japan. Thì con này á, được sản xuất nha mọi người, được sản xuất là ở Nhật nha, Japan. Nhưng mà nó sẽ có thêm một cái dòng in như vậy nữa nè mọi người. Nè, Beginner này mọi người, developed by Daiwa USA nha. Nghĩa là con này được thiết kế và phát triển bởi Daiwa ở Mỹ á mọi người. Và nó được sản xuất ở Nhật. Nói chung là đại loại nôm na là thế. Thì con này ở phía trên nó sẽ không in và nó sẽ in ở phần này rồi. Ngoại hình con này thì rất là sáng đẹp luôn nha mọi người. Nói chung đánh giá thì chắc cũng tầm được 85-90 á, rất sáng và đẹp ha. Cối là cối kim loại, thân kim loại, tay quay là tay quay kim loại sáng bóng như vậy. Daiwa Mat 420, ngoại hình sáng đẹp, có cốt trợ lực luôn nha. Phía sau này, tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được. Còn phần cối nó sẽ không in thông số, size dao động sẽ tầm 6 đến 7 ngàn.
Ở đây thì sẽ có chặng cước cố sáng đẹp, có chữ đai qua như vậy. Lăng sáng bóng. Và cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi dao hoạt động tốt, đó sẽ là tiếng lưỡi dao của máy. Và cái này thì mình có báo lúc đầu rồi, con này sẽ có cốt trợ lực nha. Đây là bên trong cố sáng đẹp nè. Phần cốt trợ lực của máy nè. Đây là phần cốt trợ lực nha mọi người. Bên trong. Con này dành cho ai thích nhỏ gọn mà có cốt trợ lực nữa nha. Tại con này mình thấy nó vừa gọn nè, có cốt trợ lực mà toàn thân kim loại nữa. Nói chung rất là khỏe dòng đai qua. Rồi, tay quay nó sẽ là dạng gập nha. Mình vặn ở đây. Mình gập lại, sử dụng mình mở ra, mình vặn tới như vậy là xong. Đổ tay trái tay phải đều được. Máy chạy. Máy chạy thì rất là đã, con này chạy khá là mượt luôn á. Rất mượt. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt luôn nha mọi người. Con này thì mình thấy chạy khá là nhanh nha. Đó, mình chạy nè, thấy rất nhanh luôn. Đây sẽ là một con đai qua mát 420, chạy 2 bạc đạn, có cốt trợ lực, size 6-7 ngàn, toàn thân kim loại nha. Sản xuất thì ở Nhật, giá của nó sẽ là 900k, số 8, 900k. Tiếp theo mình đến với con số 9. Số 9 dành cho ai thích size lớn nha. Đây, con này nó sẽ là một con của thương hiệu là Olympic nha mọi người. Đây, Olympic thì nó sẽ in ở đây. Tên của nó sẽ là Lego 500VO. Hàng của nó sẽ là hàng của Japan nha, made in Japan. Ngoại hình thì nhìn trông sáng nhưng mà nó có trầy trước cho 5 tháng nha mọi người. Tính mình thì rất là kỹ luôn, thì có trầy thì mình báo có trầy à. Đây, ngoại hình thì mọi người mình zoom cùng mình ha. Con này cố là cố kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại. Ngoại hình nhìn trông sáng nha và có trầy xước thì mọi người tham khảo ha. Đó, nó sẽ như vậy. Có sao là mình quay kỹ luôn à. Tay quay mọi người đổi tay trái hay tay phải đều được nè. Phần cố nha, phần cố thì nó sẽ ở đây là phần thông số rồi. Thì tối đa của nó luôn, nó sẽ có hai cái thông số như vậy. Cước 6 320 100 và cước 10 190 m. Con này size của nó sẽ là size 10 ngàn nha mọi người. Tối đa là cước 10 mọi người, và được 190 m thì size máy sẽ là size 10 ngàn. Lấy câu 500 VO này, coi thử còn thông số gì nữa không. Rồi có vài thông số nữa về trọng lượng của con máy, thì trọng lượng của nó sẽ là 685 g nha mọi người. 685 g luôn. Ratio là 14.78. Ở đây thì sẽ là chặng cước. Phần cối thì mình thấy sáng nha, có ten nhẹ một xíu chỗ này. Rồi ở phía này thì mình thấy cũng khá là sáng này, có ten nhẹ một xíu ở đây nữa. Còn lại thì sáng đẹp nha. Thì mọi người có thể zoom cùng mình phần cối này. Đó, mình zoom rất là kỹ. Còn phần nắp thì sẽ vậy, sáng. Lăng sáng nha mọi người. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi dao hoạt động tốt, đó sẽ là tiếng lưỡi dao của máy, tiếng lưỡi dao sẽ dài. Cái này thì mình thấy có một lỗ chặn cước ở đây nữa. Đây, tiếng lưỡi dao thì nghe đã như vậy, khá là thanh luôn á. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được nha. Và tay quay con này rất là tiện nha mọi người. Mình chỉ cần trượt cái này tới, gập, sử dụng mở ra thôi. Đổi tay trái tay phải đều được. Máy chạy. Máy chạy thì mượt mà mượt và nhanh đó mọi người. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Ôi, con này chạy khá nhanh luôn á. Đảo chiều. Đảo chiều mượt nha mọi người. Máy quay tới nè. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con dòng của thương hiệu Olympic. Tên của nó sẽ là Lego 500VO. Ngoại hình thì nhìn trông sáng và có trầy xước nha mọi người. Theo 5 tháng. Con này á, thì size của nó sẽ là size 10 ngàn. Toàn thân kim loại, hàng Japan, có xước nha. Thì giá của nó sẽ là 750k. Số 9, 750. Tiếp theo mình đến với con số 10. Số 10 thì đến với một con hàng hộp, dòng của Shimano. Con này thì nó sẽ là một con Shimano Ultra XT3000. Thì mọi người tham khảo nha. Sẽ có vài thông số ở bên hông của nó. Thông số của nó sẽ như vậy. Con này ratio rất là cao luôn, 15.1. Ở đây thì nó ghi ký là 7. Trọng lượng thì mình thấy nó ghi là 350 g. Ở đây thì ghi 3 thì mình không biết là gì, 31 này mình không biết, mình không báo nha. Còn chỗ này á, thì nó sẽ ghi là cước số 3 mọi người, vào 150 m, size máy là 3000. Phía dưới á, thì nó sẽ có chữ Shimano như vậy. Con này thì là made in Japan luôn, in ở Japan luôn nha mọi người, mã vạch. Rồi bây giờ mình đến với con máy. Thì bên trong nha, thì nó vậy. Nó sẽ như vậy nè mọi người. Nó sẽ ghi cái gì đây thì mình cũng không biết, tiếng Nhật ha, có mã vạch thôi. Và đây là con máy. Thì bây giờ mình coi từ từ có gì đã. Vậy nè mọi người, bên trong thì có con máy rồi nha, tí mình giới thiệu sau.
bên trong của nó nữa thì sẽ có là giấy tờ mọi người. Đầu tiên thì cái này sẽ là Utera XT này, bên trong cái này thôi, cái này mọi người về nghiên cứu nè. Giấy thì theo năm tháng thì cái màu nó cũng bị ngã xuống thì mọi người, không có trắng bóc đâu. Còn đây thì nó sẽ là Utera. Utera thì nó sẽ có cho mình là 1.000, 2.000, 3.000 luôn. Rồi bên đây là tiếng Nhật. Cái này 4.000, 5.000. Thôi mọi người về nghiên cứu tiếp đi. Đây nha mọi người. Rồi có thêm một cái bao máy của Shimano nữa nè mọi người. Shimano, cái bao này thì mình thấy còn khá là sáng và đẹp luôn. Nhỏ nhỏ bên trong nè. Bên trong thì mình thấy sạch trơn luôn á mọi người. Là như vậy nha. Thì có một cái bao máy Shimano như vậy. Bao máy giấy tờ và con máy là trong cái hộp. Bây giờ mình đến với con máy nè. Con máy thì mọi người sẽ thấy là nó là một con tay quay đôi rồi. Tên thì lúc nãy mình có báo rồi ha. Con này nó sẽ là con Shimano Utera XT3000. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha mọi người. Japan như vậy. Về ngoại hình thì nói chung là con này sẽ tầm 90 đến 95 ha. Nói chung dao động vậy đi cho nó dễ. Thì ngoại hình nó sẽ dao động từ tầm khoảng 90 đến 95. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại, thân là thân carbon, tay quay sẽ là tay quay kim loại. Máy ở ngoài thì cũng vừa tay nha mọi người. Ý là vừa vừa, nó không có quá to, nó không có quá nhỏ mọi người. Là vậy ha. Utera XT. Đây. Ở sau thì có chữ Shimano như vậy nha. Ở đây sẽ là 3.000. Tay quay thì mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Ở đây sẽ là chặn cước nha mọi người. Còn về thông số thì mình sẽ có như vậy nè. Cước số 3 mình vào được là 150m. Con này size 3.000 rồi. Còn phần cối, để mình coi thử phần cối có gì thú vị không ha. Phần cối thì ở đây là chặn cước nha mọi người. Ở đây thì mình thấy có chặn cước nha. Phần cối thì mình thấy sáng và đẹp như vậy. Đây mình zoom theo góc này nữa. Cối nó sẽ có một cái đường viền màu vàng như vậy nha mọi người. Và rất sáng đẹp luôn. Đây sẽ là phần nắp. Lăng. Lăng sáng. Gạt cước. Hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi dao hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi dao của máy nhé. Cái này thì mọi người xoay qua xoay lại cũng được. Utera XT3000. Tay quay đổi trái hay phải đều được nha. Tay quay đôi dạng gập, mình bấm nút ở đây nè mọi người. Mình bấm nút ở đây, mình gập lại, sử dụng mình mở ra. Máy chạy. Máy chạy êm mượt. Con này thì mình thấy chặn là dừng liền nha. Chặn thì dừng liền như vậy. Máy quay tới. Mượt mà. Đảo chiều nha mọi người. Đảo chiều mượt luôn. Dòng tay quay đôi này đi khá là mượt luôn. Nhìn đã mọi người ha. Đây nè, mình thích cái cảm giác mà kiểu mình xoay cái tay quay đôi á mọi người. Nó rất là thích luôn. Thì con này nó sẽ là một con Shimano Utera XT3000, hàng Japan nha. Nói chung là con này hàng hộp đi, size 3.000. Thì con này nó sẽ có giá là 1.450.000 nha. Số 10, 1.450.000. Rồi tiếp theo mình đến với 11. Mình bỏ cái này qua chỗ khác cho nó gọn ha. Bây giờ mình đến với 11, 12 nha mọi người. Hai món chính của hôm nay ha. Thì đầu tiên là mình đến với con 11, một con hai cối, có bao máy đi kèm. Đầu tiên thì nó sẽ có cái bao máy đã. Bao máy thì bao của Daiwa nha mọi người. Daiwa Big Game, bao này bao da. Ở ngoài thì cái màu nó trầm hơn nha mọi người. Ở ngoài thì cái màu nó trầm hơn, sao lên clip á, cái màu nó bị chói á, chứ ở ngoài cái màu nó cũng nó trầm trầm tối tối vậy nè mọi người. Đây nó trầm trầm tối tối. Bao da ở bên trong thì vậy. Đây, bao máy nha. Chỗ này có dây rút. Rồi bây giờ mình đến với con máy nhân vật chính đi. Nó sẽ có một cái cối đi kèm nha mọi người, là như vậy. Cái cối này thì nó sẽ là, mọi người sẽ thấy chữ sát qua tờ nè, tem đai qua X4000 RIA rồi. Cối thì nó sẽ có in chữ ABS như vậy luôn ha. Cối sáng đẹp như vậy. Rất đẹp luôn. Đây, cái cối thì mình thấy rất là đẹp. Đắp cối như vậy. Bên trong là mọi người sáng bóng. Rồi bây giờ mình đến với con máy nè. Thì con máy thì nó sẽ là đây. Con này nha mọi người, sát qua tờ, tem đai qua 4000 RIA. Tem đai qua X nè. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan luôn nha mọi người. Đây để mình zoom cho mọi người coi. Thì cái này nè mọi người sẽ thấy là Japan luôn nha. Made in Japan, của tem đai qua made in Japan.
Rồi ngoại hình con này á, thì nói chung là mình thấy khá là đẹp luôn á. Tầm 90-95 gì đó, rất sáng và đẹp ha. Con này cối của nó là cối kim loại. Thân thì mình không biết, không báo luôn. Tay quay thì tay quay kim loại nha mọi người. Máy thì đẹp tầm 90-95. Ở đây thì nó sẽ ghi chữ là sát qua tờ 4.6. Cái này mình cũng không có hiểu nên mình không giải thích được á. Rất đẹp luôn ha. Ở phía sau thì có chữ đai qua như vậy nè mọi người. Tay quay thì mình đổi tay trái, tay phải đều được. Đây cũng là đai qua. Còn nó sẽ làm những cái vân vân như vậy nha mọi người. Rất là đẹp. Để mình coi thông số cước hay là gì của nó đây. Ở đây là sẽ là chặn cước nè. Còn về thông số nó sẽ có thông số như vậy nha. Là thông số này nó sẽ dùng thông số là BE, nghĩa là BE số 4 á mọi người. BE 4 á mọi người sẽ vào được là 180m. Thì con này nếu mà mọi người vào cước ni lông á thì cước số 6 nó sẽ tầm được 150m. Size của con này á, nếu mà cước ni lông bình thường là size 6.000 nha mọi người. Còn thông số ở đây sẽ là thông số BE. Còn cái cối này đẹp lắm mọi người. Đây sáng bóng luôn ha. Rất đẹp luôn á. Rất đẹp luôn nè mọi người. Mình dùng cái cối mà mình còn thấy đã luôn á. Phần nắp ha. Cái này là cái viền vàng của nó. Lăng của nó thì sẽ là lăng mạ vàng sáng bóng như vậy. Và nó sẽ có một cái phần để bảo vệ con lăng như vậy nè mọi người. Một cái vòng chụp như thế này nè. Cái kiểu nó bọc như vậy luôn để bảo vệ con lăng. Gạt cước hoạt động tốt, bốn tăng tốc. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy nha. Mọi người có vặn qua vặn lại cũng được. Và điều đặc biệt thì con này nó sẽ có cốt trợ lực luôn á mọi người. Bên trong đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ đến với bên trong của nó. Cố sáng đẹp luôn. Cái cốt trợ lực này mọi người, cốt trợ lực nó dễ thương ha. Nó nhỏ 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 như vậy. Đó, cốt trợ lực. Bên trong máy nè, sáng đẹp. Cốt trợ lực như vậy. Cái con này mọi người mua thì mình thấy khá là lợi luôn á. Tại vì nó có tổng cộng tới 2 cái cối luôn. Đã ghê. Dòng tem đai qua X, hàng của Japan, sát water. Tay quay thì mình đổi tay trái, tay phải gì đó đều được rồi nha. Máy chạy nè. Máy chạy êm ru luôn á mọi người. Con này phải nói là rất êm luôn. Chốt chặn nha mọi người. Hoạt động tốt nè. Đảo chiều. Máy này rất êm luôn nha mọi người. Mọi người phải cảm nhận được cái độ êm của nó nè. Đây mình quay thử lại một vòng cho mọi người cảm nhận nè. Trời, con này nó êm ghê luôn á. Rất êm luôn. Và đây thì nó sẽ là một con sát qua tờ. Tem đai qua X4000RIA nha. Size máy thì nó sẽ dao động là tầm 6.000 á mọi người. Hàng của nó sẽ là hàng Japan. Và nó tổng cộng là có hai cối nha. Một cối ở trong này, một cối đi kèm như vậy. Và bao máy. Thì con này nó sẽ có giá là 2.700.000 nha mọi người. 11.2.700.000 có cốt trợ lực luôn. Japan. Rồi tiếp theo mình đến với 12. Nói chung là em hot nhất trong hôm nay nha mọi người. Thì con này nó sẽ là một con của Daiwa. Và đương nhiên rồi, thì nó là con Saitiga 5000H. Ở đây thì mình thấy giá yên của nó sẽ là 84.861 yên nha mọi người. Đây là giá yên của nó. Và bây giờ mình sẽ có vài thông số để mình coi có gì thú vị không. Radio của con này thì nó sẽ là 15.7, rất là cao. Về trọng lượng của nó thì sẽ là 600g. Và nó có thêm cái gì ở ngoài này nữa nha mọi người. Rồi mắt của nó mắt rắc luôn. Mắt rắc nè. Thì ở đây người ta sẽ nhà sản xuất thông số cho mình mắt rắc là 15kg. Cái chỗ này vòng tua hay gì nè là 121cm. Chạy của nó sẽ là chạy 14 mặt đạn luôn mọi người. Đã ghê cái con này. Nói chung là cái tính năng gì mà kiểu xuất sắc là về tay nó luôn hay gì á. Thì bên này nó vẫn vậy nha mọi người. 15.7 nè, 600g nè, 15kg, 121cm, 14 mặt đạn nè. Ở dưới mình coi được còn in gì không. Thì ở dưới nó sẽ ghi là Tokyo Japan nha mọi người. Và mã vạch thôi. Bây giờ mình đến với con máy đi ha. Bây giờ bên trong nè, khui hộp nha mọi người. Daiwa 5000H. Rồi bên trong con máy. Ôi đẹp quá. Thì đây sẽ là tay quay nha. Và đây là con máy. Thì cái này tí mình tính sau đi. Mình coi còn gì thú vị không. Bên trong thì nó sẽ gồm cho mình giấy tờ là hết rồi mọi người. Vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đến với cái giấy tờ này ha. Giấy tờ này để coi còn trong cái bao rất là to như vậy. Mình sẽ có giấy tờ. Rồi thì nó sẽ có một cái phong bì của Daiwa như vậy để mình coi được có gì thú vị. Đây. Cái này là Daiwa thì mình biết thôi, còn cái này tiếng Nhật thôi mọi người về tham khảo ha. Là giống như kiểu thư á mọi người. Mình đã ghê cơ. Rồi nha. Rồi xong rồi mình sẽ có là giấy tờ của Daiwa nữa nè. Xong rồi mình lại có cái gì nữa đây.
À, cái này nó sẽ là Daiwa Satiga. Thì nó, cái này nó ghi bằng tiếng Anh mọi người. Ở trong nè, thôi cái này về mọi người nghiên cứu đi. Nó khá là bự á. Rồi cái này nữa cũng là Daiwa luôn, Satiga, nó thành một quyển tập như vậy nữa này mọi người. Ôi, cái này thôi. Thôi thôi mọi người về nghiên cứu sau vậy. Chứ giờ mình quay là nhiều khi là tới ngày mai luôn á. Thôi cái này cho mọi người nghiên cứu sau. Là nói chung là mình thấy là ở trong này nha mọi người, thì nó sẽ có bao gồm là một bức thư nè, xong rồi giấy tờ thôi. Nói chung là vậy. Và nó đựng trong cái bao khá là lớn vậy. Thì khi mình quay xa thì nhận hàng mọi người sẽ nhận y chang vậy nha mọi người. Thì đây là cái hộp này, rồi giấy tờ hết rồi. Bây giờ mình đến với con máy ha. Tay quay của nó sẽ là tay quay rời và ship ren nha mọi người. Nên là khi nhận hàng thì mình như thế này, mình giữ chặt cái này giùm mình. Xong rồi khi nhận hàng nha mọi người thì mình giữ chặt cái này, mình gắn chỗ này này vô đây. Đây mình xoay nó một tí. Để nó vào cái khớp á, rồi sau đó mình sẽ xoay cái này. Đây rồi mình siết chặt lại mình sử dụng thôi nha mọi người. Thì con này á nó sẽ là con của thương hiệu Daiwa rồi, Satiga ha. Và như cái tên lúc nãy mình có báo với mọi người lúc đầu clip rồi, ở ngoài cái hộp rồi ha. Thì con này nó sẽ là một con Satiga 5000H. Và phải nói là nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Hàng của nó thì sẽ là hàng của đây, nó sẽ ẩn chứa ở bên trong như vậy nè mọi người. Thì con này nó được sản xuất ở Nhật nha mọi người. Mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có chữ là Made in Japan nè. Ở trong luôn, nó sẽ in ở trong này là Made in Japan, chứ nó không có in ở đây ha. Thì con này về ngoại hình của nó, nói chung mình cũng chẳng biết đánh giá sao, tầm cũng phải 90-95 gì đó mọi người. Ở ngoài nó nhìn chung còn khá là mới đi ha, còn rất sáng và đẹp luôn. Cối của nó thì mọi người kim loại, tay quay kim loại, và thân nó thì là thân hợp kim rồi. Thiết kế thì rất là đẹp. Dòng Satiga thì mình cũng chẳng còn gì để nói nữa. Đây, radio của nó sẽ là dòng radio cao này mọi người, 15.7. Và thiết kế thì cực kỳ đẹp. Mọi người cùng đi tour với mình con này nha. Mình đi một vòng tour của nó nè. Đẹp gì luôn. Tay quay thì mọi người đổi tay trái, tay phải đều được nha. Rồi để mình coi thử về thông số nó có gì không nha. Satiga 5000H nè. Rồi đến đây nó sẽ có một cái thông số là thông số BE thôi mọi người. Thông số BE của nó thì mọi người sẽ có là BE số 4 nè. Mọi người vào được là 400m nha. BE số 4 là 400m. Rồi còn bên này có thông số gì nữa không? Cũng là thông số BE luôn mọi người. BE số 5 thì mọi người vào được tới 300m luôn. Là BE thôi nha. Mà số 5 mọi người đã vào được là 300m. Con này size của nó phải tầm size 10.000 nha. Cái cối rất là to luôn mọi người. Size 10.000. Ở đây nó sẽ bị ten nhẹ một xíu nha. Tại vì mình kỹ, mình sẽ báo kỹ là nó có ten nhẹ một tí chỗ này. Còn lại thì con máy này rất là đẹp luôn. Nói chung là vậy ha. Đây thì mọi người sẽ thấy này, nó đẹp từng chi tiết luôn á. Đẹp tầm 90-95 nè. Satiga nha. Lăn thì sáng bóng luôn. Gạt cước hoạt động tốt. Và con này xứng đáng để trong bộ sưu tập của mình luôn á mọi người. Dòng Satiga thì mọi người cũng biết rồi. Và con này á, thì nó sẽ có cốt trợ lực bên trong như vậy. Thì mọi người coi nha. Đây là bên trong của nó nè. Đây, rất là đẹp ha. Đó, bên trong này rất dày luôn. Đây sẽ là phần cốt trợ lực. Thì mọi người sẽ xem nha, bên trong sáng và đẹp như vậy. Đấy, rất đẹp ha. Cốt trợ lực này mọi người. Không hiểu sao mà mình rất là mê con này luôn á mọi người. Nó đẹp gì đâu á. Đây, tiếng lưỡi gà của nó nha mọi người. Cái này là mọi người xoay ngang, xoay qua, xoay phải cũng được nha. Tiếng lưỡi gà thì sẽ dài. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi đây sẽ là phần nắp của nó. Đây mọi người. Cái gọng cước của nó, cái gạt cước đó nha, thì nó rất là dài. Ở ngoài thì mọi người sẽ hình dung là nó dài như thế này luôn á. Rất dài luôn. Gạt cước thì tốt. Gạt cước tốt mọi người, 400 tấc như vậy. Tay quay thì mọi người đổi tay trái, tay phải đều được nha. Và cái dạng của nó thì sẽ là tay quay núm như vậy nè mọi người. Đó, tay quay của nó sẽ dài. Máy chạy nha. Máy chạy êm ru à. Con này chạy rất là êm mượt luôn á. À cái này mình quên siết tay quay chặt nha. Mọi người nhớ siết tay quay chặt giùm mình. Tại mình tay con gái á, lực nó yếu. Và máy quay tới nè mọi người. Máy rất là mượt. Chặn thì mình thấy nó dừng liền nha. Chặn thì mình thấy nó dừng liền dày nè.
Rồi máy quay tới. Rất là mượt luôn. Ở ngoài con này quay rất là đã luôn đó mọi người. Và con này thì có một điều là nó sẽ không có chế độ đảo chiều nha mọi người. Tại dòng Satiga thì nó sẽ thiết kế là không có chế độ đảo chiều nha. Mình chỉ có quay tới và mình chặn thôi. Mình có quay tới và mình chặn lại thôi ha. Nó như vậy. Đã gì đâu luôn á. Và đây nó sẽ là một con Satiga 5000H hàng hộp nha mọi người. Đẹp tầm 90-95, hàng Japan. Nói chung ưu điểm gì thì quá nhiều rồi, mình cũng không có giới thiệu nữa. Size thì nó tầm 10.000 đó. Con này thì nó sẽ có giá là 7 triệu nha. Con 12, 7 triệu. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.